cái việc mà mình bổ sung vân chuồng sau cái giai đoạn mà kéo cơi á, nó rất là quan trọng. Nhất là càng tại sao cái vai trò của cái phân chuồng nó quá là quan trọng luôn. Nhưng mà phân chuồng thì nó cần phải vi sinh vật hoạt động rất là nhiều để nó băm nhỏ các cái tế bào nó ra, băm nhỏ những các cái mạch dài ra để cho thành các cái mạch ngắn, để giúp cho cái câu chuyện cây nó mới hấp thụ được. Thì mình bỏ năm nay nhưng thậm chí sang năm nó mới hấp thụ được. Nên là năm ngoái thu rất là tốt nhưng không có hiện tượng suy cây, đúng không chị? 2 năm một thu tiếp liên tục khai thác tốt như vậy mà không có hiện tượng suy cây nữa, nó mới là cái bài toán mà của cái việc lâu dài có gì chú bác ha. Bác xem này, trái thì rất là xanh, cũng rất là ok rồi. Quay một số trái cho bà con thấy. Xanh đẹp, ok, không vấn đề gì. Gần bằng vườn nhà cô Phương vậy đó.